Mời Hà Trai. Mời đi em trai. Mời em trai. Rồi. Mời nhà gái. Rồi, bây giờ em trai giới thiệu đi. Trước hết em xin gửi lời chào đến chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò và anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan ạ. Dạ vâng. Thì tên là Nguyễn Hữu Cường, em sinh năm 1987 ở Hà Nội. Tại em đang đào tạo để trở thành võ sĩ MMA, võ tổng hợp. À, rồi Cường sinh năm 87 đó, võ sư đó. Vâng, em có học 6 môn võ rồi. Sao tự nhiên nhấn mạnh chữ võ sư quá vậy? Để cảnh báo bên nhà gái vậy đó. Nè. Không, em học võ mà em không đánh phụ nữ rồi em. Mình cảnh báo thôi mà, đâu có đánh ai đâu. Bây giờ nghe nhà gái giới thiệu một cái là hết hồn liền nè. Giới thiệu đi em. Dạ, em chào chị Ngọc Lan, em chào anh Quyền Linh và em chào quý vị khán giả. Em chào bạn nam bên kia. Em tên là Kiều Anh, năm nay em 28 tuổi. Công việc hiện tại của em là nhân viên văn phòng. Văn phòng mà làm công việc gì, gì cụ thể là làm gì ạ? Dạ, em làm bên kiểm toán ạ. Dạ, kiểm toán là con số đó, nhức đầu lắm đó. Rồi. Dạ. Ưu điểm, khuyết điểm nhà gái là gì nè? Dạ, ưu điểm của em là một tiếp phụ nữ của gia đình. Em có thể nấu ăn ngon. Có thể nấu ăn ngon là sao? Hên xui đó. Không, em nấu ăn ngon, em nấu ăn được anh. Rồi còn khuyết điểm của mình là gì? Dạ, khuyết điểm của em là em hay giận. Ủa, hay giận là sao? Nó có thể cụ thể hơn được không? Cái gì không vừa với em là em giận. Giận, 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 cái gì cũng giận. Gái mà chị. Bên mình hãy nói cho nhà gái biết coi, điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Vâng thưa anh, điểm mạnh của em là em biết võ thuật. Em học 6 môn. 6 môn? Võ gì kể con nghe nào. Em học Taekwondo, xong chuyển sang Thiếu Lâm. Xong chuyển sang Vịnh Xuân. Xong Tán Thủ. Rồi. Thất Sơn Thần Quyền. Và bây giờ em học thêm võ tổng hợp MMA. Dữ gì đó hả? Và em học cả boxing và Muay Thái nữa. Coi như cả đời học võ đó. Chút mở rào em làm một vài thế coi chơi cái nha. Không, bây giờ làm liền. Bây giờ làm liền. Để hồi ra mắt cô gái kia cho nó ta thấy luôn, hiểu không? Chào em. Thôi vậy thôi đi về. Chứ tính đi qua kêu trổ tài cho coi trước. Hồi để ta làm bài bản cho nhà gái thấy luôn, hiểu không? Ok. Em có tật xấu gì không Cường? Dạ, tật xấu của em là mải chơi. Mải chơi. Chơi gì mà mãi chơi vậy? Em mà chơi game. Võ sư này chắc là chơi võ lâm truyền kỳ dữ lắm nè. Em thích chơi game, game gì? Game đánh nhau. Game đánh nhau. Kêu võ lâm truyền kỳ không chịu. Học võ đánh ngoài được, đánh trong game. Vâng đúng ạ. Đúng không? Nó hai cái giống nhau. À. Có mấy mối tình rồi? Mối tình đơn phương thì có được tính không anh? Được luôn. Đơn phương thì em cũng có trong khoảng 5-7 mối. Trong khoảng 5-7 mối. Trời ơi, cái gì mà đơn phương nhiều vậy? Mà sao em nhát, em không nói hay sao em yêu? Không, em thể hiện em tỏ tình hết nhưng mà người ta không chịu. Rồi xui vậy trời. Thì người ta bảo là có người yêu rồi thì em không muốn phá hoại tình cảm của người khác ấy. À trời xui quá. Rồi ngoài 5-6 cái mối tình đơn phương đó là có cái mối tình chính thức nào không? Chính thức em có hai mối tình, mỗi mối tình được có 1-2 tháng. Trời ơi. Chính thức mà tới 1-2 tháng lần đó. Chỉ mới quen biết vậy thôi hả? Có nói là yêu thương gì chưa? Dạ không nói nhưng mà tiến đến luôn ấy. Có hả? Đến A đến Z rồi. A đến Z rồi. Trời ơi. 1-2 tháng. Thấy chưa? Mỗi 1-2 tháng từ A đến Z luôn á. Đừng có giỡn. Tự nhiên cái tim nó đập. Thấy chưa mà mối coi gì chứ ta có tài lắm. Chơi đoàn tấn công không đúng không? Đâu toàn người ta tấn công em thì được. Em tấn công thì toàn là thua. Sao chia tay? Chung là cũng không hợp chứ. Bạn gái đầu tiên thì bạn ấy cũng kiểm soát em nhiều quá. Vì sao với cả cứ đòi chia tay nhiều thì tự ái đàn ông ấy, thì mình cũng chia tay luôn. Chia tay luôn. Ta đòi chia tay nhiều quá ừ luôn. Quen có 1-2 tháng mà đòi chia tay mấy lần? Cũng phải đến gần chục lần đấy. Trời đất ơi. Đất ơi trời. Chào anh. Chào em gái. Xinh xắn đó. Xinh, rất là xinh. Mình có mấy mối tình rồi?
Dạ, em có một mối tình ạ. Lâu không? Dạ, cách đây 2 năm. Nhưng mà vì công việc em bận quá nên là cũng không có nhiều thời gian để đầu tư. Nhưng mình yêu nhau mấy năm á? Yêu nhau cũng có 1 năm thôi. Giờ còn bận không? Dạ, giờ đỡ rồi. Giờ đỡ bận rồi. Em muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Dạ, người yêu lý tưởng của em thì bạn đó phải nam tính. Bên đây nam chắc rồi đó. Chắc nam rồi đó. À, từ A tới luôn. Dạ. Mà sống là phải có trách nhiệm. Trách nhiệm. Dạ, phải bản lĩnh. Phải là một người cho em có đủ khả năng dựa dẫm khi em cần. Yên tâm, không nào giống Quýnh em đâu. Sáu môn này. Không ai dám đụng tới em. Tám môn này, bữa em mới học thêm 3 môn. Bữa em mới học thêm 3 môn. Thấy chưa? Thấy chưa, đừng có lo, đừng ai đụng tới em hết. Hồi mở mà mở rào múa cho em coi nè. Vậy em không thích đàn ông cái gì? Không thích đàn ông nóng tính. Cái này thì không chắc, bên này kia có nóng. Nhưng mà nhào nóng không nhào chơi game, quýnh trong game thôi, không quýnh ngoài đời. Vâng, vâng, đúng rồi. Đúng không? Vâng, đúng rồi. Thấy chưa? Biết mà. Còn gì nữa không? Không thích gì nữa? Dạ, không thích đàn ông nói nhiều. Mày... em ít nói. Càng hay em không nói câu. Nhiều là đây thanh minh hết rồi đó, được chưa? Dạ. Ok, còn em? Dạ, em thích sao? Em thích mẫu người phụ nữ giống bạn gái bên kia. Thích mẫu người phụ nữ giống bạn gái bên kia. Trời ơi, trời ơi. Được. Biết người ta bên đây sao chưa mà đòi giống. Nhưng mà tôi thích, tôi nghe tôi cũng thấy được á. Nếu mà tôi nghe nãy giờ tôi thích người như vậy luôn á. Thích người cao hay thấp? Cao thấp thì em cũng không quan trọng. Mập hay ốm? Không ốm quá. Được, bên kia mấp mép mẫm mềm dễ thương. Được. Đúng mẫu. Bên đây có dao thịt lắm. Bên đó không bằng bên đây đâu. Bên đó không bằng bên đây đâu. Dẹp đi nha. Bây giờ ngoài cái tài đánh võ đó, em còn ca hát nhảy múa gì được không? Em có hát được Lam Trường ạ. Rồi hát cho bên kia nghe nè. Vâng, em xin phép gửi đến các vị quý khán giả và anh Quý Linh và mình hát thôi, mình dò quá một hồi nó rách cái quần đó. Nãy giờ tôi dò dữ lắm. Vâng, em xin biểu diễn bài hát Anh Luôn Chờ Mong của Lam Trường ạ. Trong đêm thu khuya vắng mưa từng cơn, trong đêm thu khuya vắng mưa từng cơn, anh lang thang trên phố quen ngày xưa. Xa em anh mới biết bao ngày qua, ngày tháng trôi đi lòng vẫn thiết tha hoài mong. Wow 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 wow. Anh Lam Trường phải có cái đó. Môi hôn xưa phai dấu đêm quanh hiu, miên man bao nỗi nhớ đêm dài thêm. Em yêu ơi có biết anh chờ em, từng phút giây mong chờ mình có em. Biết em vẫn còn yêu anh hay em đã vội quên. Biết em hay còn yêu anh không người yêu sao ơi. Thương bao mãi luôn được bên em, cho em tình yêu người yêu ơi. Anh luôn mong chờ. Biết em vẫn còn yêu anh hay em đã vội quên. Biết em hay còn yêu anh không người yêu sao ơi. Thương bao mãi luôn được bên em, chào em tình yêu người yêu ơi. Anh luôn. Được rồi, em hát thôi. Này là coi như em ruột Lam Cường á. Hát rất giống Lam Cường. Vâng, mọi người gọi em Lam Cường. Thôi, vậy hả? Để nó vui rồi. Một người đàn ông rất là thú vị nha em gái. Rồi, bây giờ nè, người thân của em đi là nay là ai? Sao đấy, người thân em là em trai họ em là Tuấn Anh ạ. À, em họ đó. Xin chào quý khán giả, chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan. Em tên là Tuấn Anh, em là em họ của anh Cường. Thì em thấy bạn nữ bên này rất là ok. Bạn rất là dễ thương, bạn rất là hiền dịu. Và con người em cảm thấy là một người rất là có trách nhiệm và một người mà phù hợp mà cho cuộc sống gia đình ạ. Dạ, em xin hết ạ.
đi với ai? Dạ em đi với chị dâu của em ạ. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, em chào chị Ngọc Lan và chào các anh chị khán giả trong trường quay. Cá nhân em thấy thì bạn nam bên này rất là vui tính, cũng chất phát, hiền lành. Em hôm nay đi là chủ yếu ủng hộ với cổ vũ cho em Oanh. Em Oanh thì là một em chồng rất là ngoan, hiền, giỏi nữa, lại độc lập nữa, nấu ăn cũng ngon, làm việc trong công việc thì cũng rất tốt. Thì do, chắc là do bận quá cho nên đến giờ vẫn chưa kiếm được ai ưng ý. Thì hôm nay lên đây thì em cũng mong là em Anh sẽ kiếm được bạn trai để đi về. Anh thấy anh này được không? Dạ em thấy anh này hiền, nhưng mà chủ yếu là do quyết định thì cũng do em Anh quyết định. À nhưng mà được đúng không? Dạ được. Vui không? Dạ vui. Bây giờ nè, mình mở rào là thể hiện. Sao không em tặng hoa chứ? Chưa. Mình đi đường quyền liền. Đường quyền trước. Không, không sợ bạn sợ. Không có sợ, bạn ngồi coi em. À. Mình vô cái làm một loạt liền. Tất cả những thế nào đó. Em thích lý lòng. Đúng rồi. Lý lòng. Em muốn làm gì làm. Tạo dấu ấn đầu tiên cái đó. Vâng. Rồi sau đó tặng hoa sau. Chuẩn bị sẵn sàng. Mở rào. Lùi quân. Nào, quay lên đây. Đây đây anh. Gấp gấp quá, gấp quá. Thì nào quay lại là chơi liền nha. Hey, hey. Tưởng đâu quay qua đá luôn. Chương trình ghép đôi thần tốc được phát sóng vào 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Tôi không cái nổi dành cho luôn nữa. Tiếp tục luôn, tao. Thôi. Ok. Tặng hoa. Mà không. Không không hả? Ừ, không thì được. Thôi đến chương trình đây. Dạ, yeah, em cảm ơn anh. Không, anh cảm nhận coi. Ấn tượng không? Dạ. Dạ. Ấn. Ấn tượng không? Ấn tượng không? Dạ, có. Trời ơi, người ông này có thể bảo vệ em mọi lúc mọi nơi luôn. Tìm người này không khó đâu. Không phải dễ. Rồi được rồi, rồi đi em. Hay lắm, anh thích em rồi đó. Không? Vâng, cảm ơn anh. Thích em rồi đó. Đó, người đàn ông phải bản lĩnh như thế đó. Hình như hồi hộp dữ lắm phải không? Vâng, em... Nhưng mà mệt không? Mệt không? Hỏi thiệt có mệt không? Không, không, em bình thường. Không, vậy là khỏe lắm á. Thôi, mình trả không gian cho hai bạn. Chào em, anh Cường. Rất vui hôm nay được gặp em và qua chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì mình có duyên gặp nhau thì... Nói đi đừng có già trà cái quần nữa thì... Em không biết nói gì. Bối rối. Vậy em tên là gì nhỉ anh? Dạ, em tên là Oanh. Em tên Oanh à? Thế là em... nhà em ở đâu? Dạ, quê em là ở Khánh Hòa, còn em đang sống ở thành quận 7. Anh cũng ở quận 7 ấy. Dạ. Mình cũng gần nhau nhỉ. Dạ. Khi nào có dịp thì mời em đi cà phê. Thì dịp này chứ dịp nào. Em thường khi thời gian rảnh thì em hay làm gì? Khi rảnh thì em hay đi chơi với bạn. À thế à? Dạ. Thế ngoài đi chơi với bạn thì em có cái sở thích gì không? Em thích nấu ăn. Mỗi nấu ăn thôi. Em cũng ít sở thích nhỉ, đúng không? Từ từ tìm hiểu sau anh. Thế cho anh hỏi em về cái quan điểm hôn nhân và tình yêu của em như thế nào? Quan điểm của em thì phải tôn trọng nhau và tin tưởng nhau. Quan điểm về hôn nhân và tình yêu của anh là anh thì anh hay thích xem phim trưởng, truyện trưởng. Thì thường là hai nhân vật chính thì người ta yêu thì người ta sống chết vì nhau ấy. Đấy. Là vậy đó hả? Là tức là thích một cái tình yêu giống phim trưởng vậy hả? Đúng rồi chị ạ. Một tình yêu chung thủy sống chết cùng nhau. Em có ý định khi nào mình sẽ kết hôn không? Dạ, thì khi nào anh cầu hôn thì kết hôn. Thì khi nào anh cầu hôn thì kết hôn. Dạ. Hay nha. Rớt tim.
rụng tim. Bây giờ nè, em bước tới nắm tay cô ấy, em nói những cái cảm xúc của mình về cô ấy nãy giờ. Em ấy là người thế nào, em nói cho cô ấy biết. Sao anh nắm tay em? Không phải bắt tay, nắm hai tay vậy nè. Đó, đó gì đó. Đó, ừ đó, như vậy đó, rồi nắm. Thì anh cảm thấy là em rất xinh và cũng hiền lành. Có cảm giác được đây là một nửa mà mình đang tìm kiếm không? Mình để thời gian trả lời. Rồi, thôi trở về ghế ngồi đi. Được rồi đó. Hãy cho nhau cơ hội, nếu chúng ta cảm giác đây là một nửa mảnh ghép, có thể là mảnh ghép của mình. Còn nếu không, chúng ta không cần bấm, để nút bấm đó cho người khác. Hãy quyết định chính xác sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Thôi bây giờ hai đứa nắm tay nhau đi. Bắt đầu bây giờ chúng ta chính thức hẹn hò với nhau rồi đó. Oanh, dạ. Gia đình có hối gì chưa? Dạ, ở cái này là gia đình em đăng ký cho em á. Ủa vậy hả? Dạ. Vậy là gia đình hối lắm rồi đúng không? Dạ. À, bây giờ nè, mẹ Oanh, gia đình Oanh đang xem chương trình đó. Cường nói vài câu đi. Dạ vâng, cháu chào các bác bố mẹ của em Oanh ạ. Cháu xin phép các bác và ông bà cho cháu được hẹn hò với em Oanh. Và nếu chúng cháu có duyên và đến được với nhau thì cháu sẽ cố gắng hết sức để chăm lo cho em Oanh đến hết cuộc đời. À, đây là những món quà mà chương trình gửi tặng cho hai em nha. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity, một bộ sản phẩm trọn gói nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén Amity. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một máy xay sinh tố BL70BR1NV với công suất cực mạnh 700W, dao 6 cánh, 3 lớp bằng thép không rỉ SUS301, có chức năng xay đá và làm sinh tố tự động, cối xay bằng nhựa an toàn không chứa BPA, dễ dàng tháo rời cối, dao để vệ sinh. Hãy nắm tay nhau trò chuyện tiếp tục để tìm hiểu nhau.